Như vậy là gì? Như vậy là thế này nhá, em sẽ vạch vị trí cho anh nhá. Không cần, thực ra không cần phải vạch, anh chỉ cho anh cái đường ngay. Vì cái này nó không có nhiều. Nó không có nhiều mà. Đây. Tâm thôi, lấy tâm thôi. Vâng, em sẽ chỉ cho anh. Tâm kiểu sau mình đánh hai cái hai thằng khớp với nhau là được. Tức là này, khi anh đặt xuống nhá, anh đặt kiểu của cung xuống nhá, thì cái phần nghiêng nó sang bên đây này. Tức là anh xoay sang bên này. Là đúng, check bên này, check một tí thôi. Đây anh như một, tức là anh chỉ check cho em khoảng độ. Đây bây giờ nó thế này, anh hiểu chưa? Đúng chưa? Đấy mũi tên đấy. Nhưng mà vì cái diện tích này là quá nhỏ, trên gần như anh cũng không được nhiều, vừa check vừa đủ là đẹp chưa? Anh chỉ cách cho em là 2 cm đã thành công rồi. Đây anh nhìn hiểu anh nói. 2 cm rồi. Đây. Rồi. Sang bên này, sang bên này 2 cm. Rồi. Đúng rồi, hướng sang bên này. Với điểm xa nhất. Đúng rồi, anh cứ để xa nhất cho em. Kể cả anh hướng 3 cm được. Nhưng mà anh cũng không được hướng nhiều, không hướng nhiều lắm được. Bởi vì sao, lý do là anh cái phần đất này của anh có đâu có rộng đâu. Đúng không? Đúng. Như vậy là hướng sang bên này thì càng được gì, càng được cái vượng sơn này này, càng được cái cây này này, tre này, và càng được cái nước đây, đúng không? Nhưng mà được yên nhất, nhá. Nhất có thể đúng không? Đúng rồi, nhất có thể. Nhất có thể thì anh không được quay được nhiều đâu, anh thử cho anh nhá. Anh nhất có thể nhá. Đây, nhất đây. Em cho nhất đi. So nhất có thể đi. Nhất có thể là 300 đây. Nhất có thể là nó kéo thế này. Anh nhìn chưa? Đó, nhất 300 thì nó càng vào chính hướng. Càng chính hướng hiểu chưa? Có nghĩa là 302 là ok. 303 ok. Như vậy anh có thể thoải mái. Xoay kể cả sang bên này nhá. Để cho sang bên này đi. Nó vẫn là chính hướng mà. Hai được 2 độ nữa mà thì nó sang thế này. Nhưng mà anh xoay làm sao được đúng không? Bởi vì cái kiểu nó đúng rồi, nó sẽ cả đúng không? Đúng chưa? Như vậy anh có thể xoay gì hết, không có thể. Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ xoay phát đi. Đúng rồi, anh yên tâm, anh sẽ vạch cho anh. Bây giờ đây. Bây giờ anh sẽ vạch cho cái chân này, không vạch gì đấy. Anh vạch hết cỡ cho anh nhá. Đây, đặt bút dưới cho em. Đặt cái phần, anh đặt phần 3 phân cho em. Em ngắm, em ngắm vào trong này từ cái mép đấy vào trong này đây, em chỉ anh trong này, từ đây vào trong này nhá. Em bảo anh đấy, từ đấy vào trong, anh cứ vào trong, anh bảo từ đấy mà anh chấm chỗ nào, em bảo dừng đấy, anh dừng từ từ, mình sẽ giữ nguyên. Nếu mà vào tí nữa nên lùi lại, vào tí nữa tị thôi, vào trong tí nữa, anh vào trong chỗ em tí nữa, rồi anh chấm đấy đấy. Anh hiểu, anh nhìn như vậy là anh hiểu không? Như vậy là hiểu chưa? Như vậy là cái dây này ở đây, đầu dây này ở đây. Đã hiểu chưa? Mét trên đấy. Đúng không? Như vậy là sau này cái kiểu sẽ là thế này, cái định kiến thế này. Anh hiểu với em không? Đây, tính nó đây. Đây, anh kéo lại. Anh kéo lại. Thấy chưa? Anh hiểu, nhìn chưa? Anh hiểu chưa? Đấy, anh hiểu chưa? Đấy. Chưa? Như vậy là thoải mái, như này thoải mái luôn. Đấy, 3 phân mà, 3 phân là thoải mái. Đó, thoải mái xoay, kể cả anh nhé, 2 phân vẫn đạt yêu cầu. Nhưng em muốn anh cho hẳn sang bên này, để em đạt yêu cầu cao hơn. Em muốn đích của nó cao hơn, anh hiểu với em chưa? Nhưng mà khi mà cái kiểu đặt như này, nghe chưa? Đúng rồi, đấy, thế. Nhưng mà không được như thế thì ít nhất mình lấy cái trục tim này. Anh cứ nhìn đi. Cái tim được không? Cái mét trên dễ nhìn hơn. Rất nhiều người không hiểu là cái mét trên dễ nhìn hơn chứ. Cái tim dễ nhìn. Anh lấy trục tim, anh căn được tim không? Được, thì anh căn tim cho em. Bây giờ này. Đấy, tim anh căng những dây này cho em. Đây, bỏ này ra nhá. Rồi anh bỏ cái kia đây được, bỏ hẳn đăng được. Trục tim thì em sẽ tăng trục tim trên đấy, trên da kinh xuống. Rồi. Được rồi. Từ từ anh giữ nguyên đấy, em nhìn cái này ra luôn mà. Anh nhìn anh bảo chỉ bao nhiêu phân là ra ngắm được mà. Anh không phải gì đấy đâu.
anh chấm số 9. Đi số 9 vâng. Đấy, đi số 9. Đi số 9 nó đi số 8 đều được, từ số 8 đến số 9. Anh cứ dạy cho anh thử số 8 đến số 9. Đấy, như vậy là tâm của tiểu là số 8 này, số 9 này. Anh hiểu về chưa? Đấy, tâm trở ra từ cái thức khắc là cái lít nó sẽ gì, nó phải thẳng thẳng đúng không? Bây giờ anh tâm đây, tâm này đúng không anh? Bây giờ anh cắt lên. Anh đo đi. Không, anh đo đi, từ rộng, từ cái mét đến bao nhiêu? Đến tâm đến bao nhiêu? Đây, cái này là 8,5 bên này. Cái này là 8,5 ngược lại. Không đo chứ, chiều dài bên kia. Đó, chiều dài. Đấy, đây là 18,5. Đấy, bên này là 18,5. Đây, đấy, bên này. Như vậy tâm tiểu dưới này. Đấy, đấy đúng rồi, anh nhìn chưa? Đúng là xoay cái này đúng không? Đúng rồi, đấy. Đấy, anh kéo dây đây, anh hình dung này. Anh kéo dây đây, anh hình dung cho hai anh hình dung. Đấy, rồi, đây, là thế này. Đấy, đấy, đúng đây. Anh hiểu chưa? Không được thì anh đúng cũng không sao, chỉ cần anh chỉ lệch cho em một chút là được. Cái kỳ tiểu không được thì thực tế nó rộng khoảng độ 30 đấy. 40 này anh có thêm mấy đấy, anh có thêm quách ấy. Có khoảng quách. Anh rộng vấn đề rộng bao nhiêu anh? 20 thế được, thế vừa thích được. Không đục. Dưới đáy này anh bảo đảm được. 20 là được, anh vừa nói đúng, 20 là được. Thế là 20 là vừa fit, vậy cho nên nói là xay sẽ xay vừa fit. Còn trường hợp mà không được thì đẩy ra đây một tí. Thì không sao. Đẩy được cái gì? Được. À, đây, chỗ này là dung sai gì? Không, bản chất ấy, bản chất chuẩn chất ở đây. Nó chuẩn ở đây. Bản chất là thế này, bản chất là thế này. Ừ. Nhưng bây giờ là mình sang đây. Ừ. Đấy, có nghĩa là khi anh đặt xuống ấy, là anh ấy đặt hết cỡ cho em có thể. Vì bây giờ anh vừa đo là 20 phân đúng không? Ừ. Vậy thì không biết đặt hết cỡ có thể là gì nữa. Em biết cái này có đúng rồi, có nghĩa bên này thì sát tường, bên này sát bên này. Thực ra là mình nếu mà đúng cái tiểu 40 phân ấy, anh đã chọn tiểu kia chắc là mai đi mới chọn đúng không? Thế thì anh chú ý hỏi người ta chú ý nhá. Bé, còn người ta có nhiều loại đấy. Bé một tí. Đúng rồi, có mấy loại mà. Đúng rồi. Em đến là em biết rồi. Cái này nhá. Tổng của mình thì có 48 thôi. Nhưng mà mình thì đây là cái tâm của cái tiểu không trùng tâm hố này. Đúng rồi. Đây là tâm hố. Đây là tâm tiểu. Đây. Xong rồi động này. Được như thế thì tốt. Còn gọi là bản thân thì nếu đúng như này cũng không sao cả. Nhưng mà đang muốn nó lệch. Không, anh lệch hết cỡ cho em chứ không phải là không sao cả. Không, ý đang nói là ở một cái vị trí nào đó mà không có khả năng thay đổi tí. Vâng. Thì vẫn là hướng đẹp rồi. Đúng rồi, nó vẫn. Nhưng mà mình muốn là phải là về cái mới này. Em đang tính như này này để cho anh hiểu này, anh có chưa hiểu hết ý của em. Tại vì có cái cây này. Cho lên em muốn xoay vào đây. Quay về đây. Đúng rồi, mục đích của em là gì? Mục đích của em là vựa. Vựa sơn vựa. Tức là đây là sơn này, đây là núi. Cây cao là núi mà. Cây là núi. Và đây cũng là sông rồi. Em lấy cả hai cái này. Thì em bây giờ em lấy một thì không bỏ Nhân Đinh. Tức là em lấy để gì? Để vựa Nhân Đinh ấy. Vựa người này. Mục đích lấy cây này vựa người. Đấy, tức là ngôi mộ hay bất kể nhà ở đều phải căn cứ vào bên ngoài. Bên ngoài địa hình của mình là gồm có gì? Gồm có cây và sông hồ. Thì bây giờ mình có cây, mình có núi rồi. Đấy. Không thể bỏ được đúng không? Đúng rồi, cái thẳng đây, đưa cái đấy cho em. Anh cứ để nguyên thế là được. À đây rồi, đúng rồi. Chính xác, đúng chính xác rồi đấy. Đây, bây giờ là anh nhìn thế này. Được chưa? Anh nhìn này, bảo rồi. Đấy. Mục đích cuối cùng là gì? Mục đích cùng là lợi giúp cái gì? Em là núi, em vào đây. Núi này là vượng cái gì vượng Nhân Đinh, còn nước là vượng Lý Vượng Đại. Nhưng bây giờ anh sẽ được cả hai. Mục đích là chỉ đặt cửa là chiều sâu. Chiều sâu này phải tám mấy? Cái thoải mái chiều sâu này là thường là từ 1 mét đến 1.2 mét. 1.2 mét từ mặt đất ấy. Đây là anh trên mặt đất rồi. Từ các anh trên mặt đất, anh đang trên mặt đất. Hả? À đúng rồi, kệ chứ, không sao anh. Đấy là chuyện bình thường mà. Triệu ra về 88 đấy. Anh ấy anh lại ấy rồi, anh không hiểu rồi. Ừ. Về nguyên tắc là tiểu là sau này ngấm nước thì giữ được. Ngấm nước thì thời gian nối lên. Tất cả những ngôi mộ tại sao tồn tại lâu dài là đều ngấm nước.
sau đó rước cái vàng rước vào và nằm im đấy thì anh không mất được. Còn nếu không có nước lối vào sông, tất cả những ngôi mộ mà chôn ở trên dọc đồi gần như sau này đào lên không còn gì. Đấy mai vẽ lên có vẽ hả vẽ đấy đúng rồi anh ạ. Anh hiểu thế, anh muốn giữ được năm mộ là anh phải gì dưới nước. Nước sạch, nước phải tự ngấm vào ấy, tự ngấm vào chứ không phải nước mình đổ vào. Có nghĩa là cái chiều sâu không cần phải thước thiết gì để cục ngắm gì thôi. Từ mét đến mét 2 không phải là thực ra đổ. Đúng rồi không phần âm anh lấy phần dương cho em, lấy âm tạch cho em chứ. Vẫn phải lấy cái này đúng rồi, lấy âm tạch cho em chứ, lấy âm ấy nhá, mà lấy dương đâu. Anh nhầm cái này đây anh xem trước đây nha, bây giờ nha anh cho anh trước để mai anh thấy luôn nhá. Đây. Dương đấy, cái dương đấy, đây quan nó dương, đây là dương, đây này, vâng, đây là sạch bây giờ nhá, thì anh nhìn nha, đây, nhìn chưa, 1m14, 1m15, từ đây trở đi, từ 12, 1m12 đến 1m19, từ 1m12 đến 1m19, anh đừng nhầm thang dương, đây có cả dương âm này, đấy, từ 1m12 đến 1m19. Đây, nó chính là dưới này. Đây, từ đây, từ 13 này đến 19. Đây đây, bật lửa. Anh nhìn chưa? Đấy mới là kích thước sâu. Tại vì anh lấy đây mà đất mà. Nhá. Nhưng mà 88 thì cũng được. Đấy. 88 cũng được. Cũng được. Nhưng mà anh nghĩ là nó hơn không? Anh đang nghĩ là nó đất. Rồi, anh cho sâu. Anh muốn trên mặt đất. Được, ok. Trên mặt đất anh nghĩ là nếu muốn vào đây là sâu. Rồi rồi thì sử dụng mình hôm nào mình hiểu là lại sợ ướt. Không, anh phải. Có nhiều nơi phải đổ nước vào chứ anh. Yeah. Anh thấy có nhiều nơi người ta đổ nước vào đấy. Xong phải đưa nước sạch vào đấy. Đưa nước sạch vào. Để gì để ngâm luôn mà. Tức là sau khi xong phát là đổ nước từ từ thành để ngâm luôn. Để không họ. Được rồi. Thế thì sau chiều sâu là 1 mét 14, 15. 1m14 lấy số dương cho em nhá, lấy số âm nhá. Âm chạch lấy số dương. 1 mét. Nó lại là 12 à 11 mét đây này. Phần dưới âm này, 1m13, đây mới là, đây mới là, bắt đầu đây. Thì anh phải lấy 1m14 cho em, hoặc là mình khó cho em, phải lấy dương. Anh hiểu chưa? Phần âm phải lấy dương. Đấy, cũng như là còn cái khuôn này thì không bấm đạp được. Đúng rồi. Cũng chứ khuôn bao được một đọc. Không, cái khuôn này không đạp. Sâu thôi. Từ đây đúng không? Đúng rồi.